Một người lính cứu hỏa đang chạy vào một tòa nhà chung cư đang cháy. Không khí đặc quánh với khói đen khi những mảnh vỡ đang cháy rơi xuống xung quanh anh ta. Trong sự hỗn loạn, anh ta bị tách ra khỏi các thành viên còn lại của đội chữa cháy. Họ có thể đã thoát ra khỏi tòa nhà và dựa trên tình hình hiện tại, có lẽ anh ta cũng nên rời khỏi đây. Nhưng ngay khi người lính cứu hỏa quay đầu đi xuống cầu thang, anh ta nghe thấy điều gì đó. Có những tiếng khóc phát ra từ một căn phòng dưới hành lang. Người lính cứu hỏa chạy tới trước cửa, chắc chắn có người bên trong. Anh ấy có thể nghe thấy giọng nói của họ khi họ kêu cứu. "Tôi đến đây!" Người lính cứu hỏa hét lên. Nhưng khi anh cố gắng mở cửa, nó không nhúc nhích. Anh lùi lại và dùng cơ thể đập mạnh vào cửa hết lần này đến lần khác. Và cuối cùng, cánh cửa đã bật mở. Sức nóng và khói ập vào người lính cứu hỏa, nhưng anh ta vẫn có thể nhìn thấy người đang kêu cứu. Ở phía bên kia phòng, đang nằm dưới giường là một cô bé. Cô bé ôm chặt một con thỏ nhồi bông và khóc vì sợ hãi. Người lính cứu hỏa tiến một bước về phía cô, nhưng người ta có thể cảm nhận rằng sàn nhà bắt đầu nứt và phải lùi lại. Nó sẽ không đỡ nổi sức nặng của anh ta. Anh cần cô bé bò đến chỗ của anh. Đó là cơ hội duy nhất của cô bé. Anh ra hiệu cho cô bò qua chỗ mình khi những mảnh vỡ rực lửa đang đổ xuống. Lúc đầu, cô gái nhỏ bắt đầu bò từ từ về phía anh, nhưng sau đó tăng tốc. Cô bé gần như sắp đến được chỗ anh thì có một tiếng rắc lớn. Người lính cứu hỏa chỉ có thể đứng nhìn sàn nhà sụp xuống bên dưới cô gái nhỏ và cô bé ngã xuống. Nhưng đột nhiên cô dừng lại. Người lính cứu hỏa không thể tin được. Áo của cô mắc vào một đường ống bị hỏng và cô bé treo lơ lửng trên không khi con thỏ nhồi bông của cô bị nuốt chừng trong ngọn lửa bên dưới. Người lính cứu hỏa đưa tay về phía cô bé. Khi cô đưa tay về phía anh, cả hai đều cố vươn dài hết mức có thể. Chỉ còn một chút, họ gần như sắp chạm vào nhau. Gần tới rồi. Ngay khi đầu ngón tay của họ chạm vào nhau, phần còn lại của sàn sụp xuống và cả hai đều ngã. Bên ngoài, đội cứu hỏa đang phun nước chống lại ngọn lửa, cố gắng ngăn ngọn lửa đang nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát. Có một tiếng kêu từ một trong các thành viên trong đội và họ bắt đầu chạy khi một phần lớn của tòa nhà sụp đổ. Có ai còn ở trong đó không? John đang ở đâu? Đội trưởng hỏi bất cứ ai ông gặp, nhưng không ai nhìn thấy John. Ngay sau đó, ở lối ra vào của tòa nhà, một bóng người xuất hiện, in bóng trên ngọn lửa. Đó là John. Anh bước ra khỏi tòa nhà đang cháy. Bộ đồ của anh trông như đã bị ngọn lửa nung chảy hoàn toàn. Bằng cách nào đó, anh ta vẫn sống, nhưng anh chỉ có một mình. Khi những người lính cứu hỏa khác chạy đến giúp anh ta trông như thể bị choáng. Họ hỏi anh có chuyện gì xảy ra, liệu có ai khác còn bên trong không, nhưng anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào họ. Vài tuần sau, John đang ngồi trong nhà của lính cứu hỏa. Những người đồng nghiệp của anh vẫn khó có thể tin rằng anh ấy đã thoát khỏi nơi đó mà không bị thương gì. Nhưng trong khi ngọn lửa không gây ảnh hưởng gì với cơ thể của anh ta một cách thần kỳ, nó dường như đã ảnh hưởng đến anh ta theo một cách khác. Anh ấy lại ngồi trên chiếc bàn với vô số giấy tờ trải ra ngay trước mặt. Một trong những người lính cứu hỏa khác trong đội của anh bắt đầu trêu chọc về kế hoạch của anh ta một lần nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh có bị cháy cuối tháng không? Kiểm tra sau khi thẻ tín dụng để tìm các khoản phí đáng ngờ. John thực ra đang thực hiện kế hoạch nghỉ hưu của mình. Ngọn lửa đó đã cho anh thấy rằng cuộc sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng dạy anh rằng điều quan trọng là phải làm cho cuộc sống của mình có kế hoạch, dự định rõ ràng để có thời gian sống trên trái đất này không phải hối tiếc. Những người lính cứu hỏa đang cười nhạo sự trưởng thành trong suy nghĩ về tài chính của John thì chuông bắt đầu kêu. Không đùa nữa, đã đến lúc mặc đồ làm nhiệm vụ. Các nhân viên cứu hỏa đến một đám cháy lớn khác. Một người đàn ông lao ra khỏi tòa nhà nói với họ những tiếng ho khan rằng bên trong vẫn còn người. Những người lính cứu hỏa không do dự và tiến vào bên trong. Họ tìm kiếm trên tầng 2 và thấy một cánh cửa với khói bốc ra từ bên dưới nó. John kiểm tra cửa xem nó có nóng không và giơ ngón tay cái lên. Họ mở cửa và đi vào trong. Khói mù mịt đến mức cả hai đều không thể nhìn thấy gì. Nhưng sau đó qua làn khói, họ phát hiện ra thứ gì đó. Một người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà. Cả hai cùng bước về phía cô gái khi một thanh xà ngang rơi xuống trần nhà. Cả hai đều nhảy ra để tránh nó, nhưng một người lính cứu hỏa hầu như không thể thoát khỏi. Anh ta đứng lên và hỏi liệu John có ổn không, nhưng không có phản hồi. Anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy gì. Cứ như thể John vừa biến mất. Nhưng không có thời gian để tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Anh ta nhấc bổng người phụ nữ đang ho, bế cô ấy lên. Cô ấy vẫn còn sống. Khi người lính cứu hỏa ra khỏi tòa nhà cùng với người phụ nữ, cô ấy dường như đã hoàn toàn tỉnh lại. Đội trưởng tiếp cận họ, nhưng người lính cứu hỏa chỉ có thể lắc đầu, như thể nói, lần này John không thể thoát được. Người phụ nữ được cứu khỏi đám cháy đang ở bệnh viện. Các bác sĩ khó có thể tin, nhưng cô ấy nói với họ rằng cô ấy ổn. Phải chụp X-quang phổi cho thấy không có gì tổn thương.
Cứ như thể cô ấy không phải là người vừa được đưa ra khỏi một tòa nhà nơi có nhiều dân thường và lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Bác sĩ nói với cô ấy rằng họ sẽ cần phải thực hiện một vài xét nghiệm nữa. Nhưng nếu những xét nghiệm đó không có gì bất thường, thì anh ta không có lý do gì để giữ cô ở lại. Khi bác sĩ đang rời khỏi phòng bệnh nhân thì dừng lại, quay sang nói với cô gái rằng có một số khách đến thăm. Người phụ nữ có vẻ bối rối. Khi anh ta ra khỏi phòng, một nhóm người mặc bộ đồ đen sẫm bước vào. Họ trông giống như đặc vụ FBI hoặc CIA, nhưng không có bất kỳ huy hiệu nào. Xin chào cô, chúng tôi đến từ tổ chức SCP. Chúng tôi đang tìm kiếm cô. Khi các đặc vụ của tổ chức bắt giữ người phụ nữ trẻ này, các nhà nghiên cứu đã chuẩn bị một phòng giam cho cô ấy. Mặc dù khi cô ấy đến đó, cô ấy sẽ có một cái tên mới. Đó là SCP-069. Dị thường này là một thực thể hình người. Ngoại hình chính xác của nó có thể thay đổi nhờ vào khả năng kỳ lạ của nó. Bất cứ khi nào SCP-069 bị bỏ lại một mình cùng với thi thể của một người vừa qua đời, SCP-069 sẽ biến thành y chang người đó. Và SCP-069 không chỉ trông giống với cá thể đã qua đời, nó còn giống cách cư xử, giọng nói và thậm chí cả phong cách của họ, khiến nó giống hệt với người vừa qua đời. Trong cùng thời điểm mà nó bắt đầu mạo danh con người, xác chết cũng sẽ biến mất theo một quy trình mà các nhà nghiên cứu của tổ chức vẫn chưa hiểu được. Cơ thể biến mất không dấu vết, chỉ để lại cá thể SCP-069 mới còn sống và khỏe mạnh thay thế cho người đã mất. Bản sao này hầu như không thể phân biệt được với bản gốc, ngay cả khi xét nghiệm ADN, và dấu vân tay cũng sẽ trùng khớp với bản gốc. Bạn bè và gia đình sẽ không biết rằng thực thể dị thường đã thay thế người thân của họ, vì ngoài việc có tất cả các phẩm chất thể chất của người đã khuất, SCP-069 cũng sẽ có được kiến thức và ký ức của họ. Nó sẽ hành động chính xác như những gì người đó đã làm. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất khiến nó trở nên khác biệt. Những người ở xung quanh SCP-069 trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi nó bị biến đổi sẽ nhận thấy rằng người đó sẽ đột nhiên bắt đầu thể hiện mong muốn mạnh mẽ để sắp xếp lại cuộc sống liên quan đến nhiều nhiệm vụ khác nhau. Những điều này có thể bao gồm giải quyết các nghĩa vụ còn tồn đọng trong cuộc sống của người đã chết, chẳng hạn vấn đề tài chính và bổn phận cá nhân như giải quyết các khoản nợ, hoặc lập quy hoạch cuộc sống trong tương lai như mở tài khoản hưu trí, cập nhật di nguyện và di chúc của họ. Họ cũng sẽ thường đến thăm các thành viên trong gia đình ở xa, nối lại tình bạn xưa hoặc các hành động khác. Những hành động này vốn nên được thực hiện sớm từ trước đó, trước khi quá muộn. SCP-069 dường như không biết gì về những lần mạo danh trước đây của nó, và nó sẽ không mang bất kỳ ký ức hoặc khả năng nào từ cá thể này sang cá thể khác. Khi một thực thể SCP-069 đã được xác định được hỏi tại sao nó lại thực hiện các hành vi mới này, nó tuyên bố không có động lực thúc đẩy nào ngoài mong muốn to lớn là sắp xếp lại cuộc sống của họ. Vì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào một chấn thương không lường trước hoặc cái chết có thể xảy ra. Bản thân của SCP-069 cũng trải qua nỗi đau, thương tích và cái chết sống hệt như một người bình thường. Nhưng những điểm tương đồng đó kết thúc đúng vào thời điểm nó chết. Khi SCP-069 chết, cơ thể của nó sẽ nhanh chóng phân hủy, biến thành bụi gần ngay lập tức. Tổ chức đã cố gắng bảo quản thi thể của nó, hoặc ít nhất là ngăn chặn sự phân hủy nhanh chóng. Nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực đều thất bại. Sau khi chết, SCP-069 sẽ xuất hiện tại nơi gần nhất xảy ra cái chết của con người. Bất kể nó có gần nơi SCP-069 chết hay không, dường như nó không có bất kỳ giới hạn nào về khoảng cách đối với khả năng này. Và tổ chức ghi nhận được là hiệu ứng này có thể xảy ra với khoảng cách lên tới 675 km. Dị thường này lần đầu tiên được tổ chức SCP biết đến sau khi các nhân viên hiện trường biết được một lính cứu hỏa đã sống sót một cách thần kỳ trong vụ cháy nguy hiểm, cướp đi sinh mạng của 2 lính cứu hỏa khác và 11 dân thường. Người lính cứu hỏa đã bước ra khỏi tòa nhà mà không bị tổn thương, mặc dù đồ bảo hộ và thiết bị của anh ta bị hư hỏng nặng, mà lẽ ra trong trường hợp đó, người mặc chúng sẽ không thể sống sót nổi. Khoảng 3 tuần sau, khi anh ta cùng một người lính cứu hỏa ứng phó với một vụ cháy tòa nhà quy mô lớn khác, anh ta bị lạc trong một căn phòng đầy khói và được cho là đã chết, mặc dù cơ thể của anh không bao giờ được tìm thấy. Duy nhất một người dân đã được giải cứu, và giống như người lính cứu hỏa, dường như không hề hấn gì. Một điều bất khả thi trong điều kiện đám cháy lớn nơi cô ấy được cứu. Bộ đội quản thúc SCP, lực lượng đặc nhiệm cơ động C3, được gọi là những kẻ trộm xác, đã được cử đến bệnh viện nơi cô ấy đang hồi phục vào ngày hôm sau. Và SCP-069 đã được xác định và đưa vào tổ chức quản thúc lần đầu tiên. Mặc dù vậy, việc kiểm soát dị vật bất thường đặc biệt này tỏ ra khá khó khăn, đặc biệt là khi khả năng của nó vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ. Vài năm sau khi bị bắt giữ lần đầu, một lính canh được chỉ định cho phòng giam của SCP-069 đã bị giết trong một vụ vi phạm quản thúc bởi một SCP khác, và việc gần xác chết của người bảo vệ của SCP-069 cho phép nó biến thành người đó. Mặc dù người ta nhanh chóng phát hiện ra,
Và SCP-069 đã được đưa trở lại khu vực quản thúc, nhưng nó vẫn khăng khăng rằng tổ chức đã mắc sai lầm và bỏ tù những nhân viên của chính họ. Tuy nhiên, theo thời gian, sự phản đối của nó giảm dần và cuối cùng SCP-069 trở nên tương đối tuân thủ và hợp tác. Đó là cho đến khi một sai lầm lớn đã xảy ra, đòi hỏi một sự thay đổi đối với các quá trình quản thúc của SCP-069. Một nhà nghiên cứu cấp dưới được giao nhiệm vụ với SCP-069 vô tình để lộ rằng gia đình của đặc vụ mà 069 đang giả mạo đã được thông báo rằng đặc vụ đã chết. Điều này dường như khiến SCP-069 vô cùng đau khổ và đã phản ứng với tin này bằng cách cố gắng tự sát. Không biết chính xác điều gì đã kích hoạt phản ứng này, vì khi được thông báo rằng nó là kẻ mạo danh thì dường như không gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng khi thông báo về việc gia đình biết được cái chết của người đã khuất thì lại có tác động mạnh đến SCP-069. Sau sự kiện này, SCP-069 đã được đưa vào diện theo dõi ngăn ngừa tự sát và kế hoạch sử dụng các nhân viên tổ chức SCP khác đã qua đời gần đây là mục tiêu để SCP-069 hóa thân đã bị đình chỉ. SCP-069 tiếp tục sống trong hình dạng đặc vụ của tổ chức và được đưa vào khu quản thúc đối tượng người 063. Nó tiếp tục nhấn mạnh rằng nó thực sự là người đã chết và vẫn bày tỏ mong muốn sắp xếp lại cuộc sống. Mặc dù có vẻ ngoài, giọng nói và hành động giống hệt như cựu đặc vụ của tổ chức, nhưng không được đối xử như thể là người đó, cho dù bạn bè và đồng nghiệp cũ của những người đã khuất có thể muốn ghé thăm lần cuối. Nếu SCP-069 cố gắng thoát ra khỏi khu vực quản thúc, nó phải được khuất phục bằng các phương pháp không gây tử vong. Nếu SCP-069 chết trong khi bị quản thúc, đặc vụ tổ chức phải theo dõi chặt chẽ bất kỳ báo cáo nào về các sự cố mà có vẻ như ai đó đã thoát chết bằng cách nào đó, một dấu hiệu cho thấy người đó thực sự là SCP-069. Trong thời gian chờ đợi, tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu sự bất thường kỳ lạ này, vốn đã được phân loại là an toàn. Và mặc dù chúng ta có thể không bao giờ hiểu hết khả năng của nó, có lẽ chúng ta có thể rút ra nhiều bài học về cơ hội sống lần thứ hai. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, như SCP-3998, một vụ thủy xấu xa bất tử, để biết câu chuyện kỳ lạ khác về một SCP có thể không giống như vẻ ngoài của nó. Và hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.